Ok, hello bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với lớp học yoga của Thanh Nguyên con. Thì trong vlog ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bài tập yoga Nhật từ basic cơ bản cho tới nâng cao nha. Thì cái bài yoga này á, thì có rất là nhiều bạn không biết cách tập, cho nên là hôm nay mình sẽ làm một cái video. Mình nói rõ từ E tới Z về cái cách tập của cái bài yoga Nhật này. Thì đầu tiên á, mình có một cái khóa code, một cái khóa huấn luyện viên cá nhân. Nếu mà bạn nào muốn thêm mình là huấn luyện viên cá nhân á, thì hãy kích về phía dưới phần link mô tả để liên hệ với mình nha. Thì bây giờ là cũng 5 giờ chiều các bạn, mình phải tranh thủ quay. Thì yoga Nhật á, thì mình sẽ chỉ cho các bạn từ basic, tức là từ cơ bản cho tới nâng cao nha. Thì đầu tiên á, như các bạn đã biết á, thì hai tư thế yoga cơ bản nhất của yoga Nhật á là nó như thế này nha. Rồi. Đầu tiên là chúng ta sẽ quỳ gối xuống. Chúng ta sẽ quỳ gối xuống như thế này nha. Đó, sau đó chúng ta sẽ từ từ chúng ta đưa người xuống. Và sau khi chúng ta đã đưa người xuống xong á, thì cái phần bụng của chúng ta, phần ngực của chúng ta nó sẽ ưỡn lên cao để nó sẽ kéo căng. Thì cái bài này nó sẽ giúp cho bạn kéo căng cái phần đùi của bạn và bàn chân của bạn. Đặc biệt á, những cái bạn nào mà mới tập á, thì cái bàn chân của bạn nó sẽ rất là đau, nó sẽ rất là đau đớn, nhất là chỗ này này. Đó, bạn nào không quen sẽ cảm thấy rất là đau, các bạn cứ yên tâm nha, không sao hết nha. Thì mình sẽ bắt đầu cho bạn xem. Rồi, thấy yoga Nhật là gì đúng không? Rồi, ta sẽ từ từ đưa người xuống. Rồi. Và cái tư thế thứ hai á là các bạn sẽ để đầu cao như thế này. Đó. Còn tư thế thứ nhất này nó sẽ như thế này. Đó. Thì tùy theo cái sở thích của mấy bạn thì các bạn sẽ lựa chọn cái tư thế nào hợp với mình nhất nha. Thì nó gồm hai tư thế như vậy, mình mới làm thử xem bạn nha. Thì trong lúc các bạn nằm á, nhiều bạn hỏi mình là khi các bạn nằm như vậy á, các bạn muốn ngồi dậy như thế nào? Nhiều bạn ngồi dậy không nổi á, thì các bạn sẽ ngồi như thế nào? Ví dụ như thế này. Rồi. Các bạn nằm ở này đúng không? Các bạn ngồi không được. Thôi các bạn đang tập như thế này. Các bạn muốn ngồi dậy như thế nào? Các bạn tập như thế này. Đó. Các bạn muốn khi mà các bạn đang thực hiện tư thế yoga mà các bạn muốn ngồi dậy á, thì các bạn hãy lật qua một bên giống như mình nha. Đó. Thì đối với những cái bạn nào mà chưa tập được á, là người nó vẫn còn cứng quá, người nó vẫn còn đơ quá, các bạn không thể nào mà xuống hết được, thì các bạn hãy sử dụng cho mình cái gối. Mà có hai trường hợp các bạn sử dụng gối nha. Thì trường hợp thứ nhất á, là các bạn sẽ kê gối bên dưới phần lưng các bạn nha, bên dưới lưng các bạn đây. Và trường hợp thứ hai là các bạn sẽ kê gối lên đầu các bạn nha, bên dưới cái đỉnh đầu các bạn nha. Thì á, các bạn nào mà càng muốn giảm độ khó của bài tập đó, thì các bạn càng kê nhiều gối. Ví dụ như là các bạn lưng các bạn quá yếu chịu không nổi thì các bạn sẽ kê hai cái gối. Còn nếu mà các bạn sau đó thì các bạn sẽ rút dần dần dần. Ví dụ như là ban đầu các bạn sẽ kê hai cái gối, rồi các bạn tập khoảng vài tuần đi, các bạn cảm thấy viên rồi, các bạn rút bớt một cái gối ra là còn một cái gối. Và sau khi các bạn đã cảm thấy mình đã đủ dẻo rồi thì các bạn sẽ hoàn toàn tập không, các bạn không cần dùng gối nữa. Ngay giờ mình sẽ lấy cái gói, bạn thực hiện cho bạn xem. Rồi. Đây, chuẩn bị hai cái gói đây. Đây. Thì cái gói này là mình lấy trộm của mình. Không biết là mẹ mình có xem được cái video này không? Nói chung là xin lỗi nha. Rồi, hai gói. Nha, các bạn sẽ trường hợp thứ nhất là các bạn sẽ kê bên dưới lưng như thế này. Rồi. Thì như vậy nó sẽ giảm bớt áp lực của cái phần đùi của bạn, nó sẽ bớt căng, nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó. Rồi khi các bạn để tập viên rồi thì các bạn sẽ rút bớt một cái gối ra. Rồi các bạn tập một cái gối thôi. Rồi. Wow, lên không nổi. Rồi khi nào mà các bạn cảm thấy mình đã đủ chịu được cái bài này thì các bạn bỏ ra, không các bạn không dùng gối nữa. Và cái trường hợp sử dụng gối thứ hai là các bạn sẽ kê ngay đầu các bạn.
thì cái gối của mình vừa mới bị gió cuốn bay xuống dưới kia, cho nên là mình phải phóng xuống để mình lấy. Chung mệt vãi luôn các bạn. Thì trường hợp thứ hai là các bạn sẽ kê gối bên phần dưới đầu của các bạn nha. Nha. Rồi, ví dụ dây đi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với tư thế yoga Nhật. Rồi nha. Rồi, chúng ta sẽ kê đầu như thế này. Hoặc là như thế này. Rồi khi mà chúng ta để viên rồi thì chúng ta bỏ bớt một cái gối đây. Đó. Rồi khi mà chúng ta muốn dừng động tác, chúng ta sẽ lật qua một bên. Đó. Thì đó là những cái tất cả những cái kinh nghiệm của mình về cái bài yoga Nhật này. Thì các bạn lưu ý khi mà các bạn tập yoga thì các bạn mặc những cái vùng nó sẽ rộng một tí giống như thế này. Đây, rất là rộng, rất là thoải mái. Đó, rất là rộng. Thì nhìn nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Thì mình xin giải thích một tí là tại sao cái bài này người ta gọi nó là yoga Nhật. Thì thật ra cái bài này không phải là của người Nhật các bạn, mà do cái phương pháp này được người Nhật rất áp dụng rất là nhiều, cho nên là nhiều bạn truyền miệng với nhau là nó là yoga của Nhật nha. Thì nói chung là cái bài này nó rất là hiệu quả, rất là nhiều người tập, nó có nhiều kết quả khác nhau. Có người thì cao thêm 2-3 cm, có người thì cao tận 5 cm. Nói chung là nhiều kết quả lắm các bạn. Mình thấy hay là mình chia sẻ lại cho các bạn xem nha. Ok, thì nói chung video nó chỉ có vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu bạn cảm thấy hay á thì hãy like và share ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt các bạn.